Ngoại viễn xứ xin kính chào quý vị khán giả yêu mến, xin kính chào tất cả anh chị em. Hôm nay người viễn xứ muốn chia sẻ với tất cả nhà với lại một số trải nghiệm về tiếng Trung, tức là tiếng Hoa đó mọi người, trong cuộc sống hàng ngày, về chào hỏi. Về chào hỏi thì chúng ta, nếu chúng ta gặp bạn bè hoặc gặp một người nào quen biết thì chúng ta sẽ chào là ni hao, ni hao. Ni hao là chào người mà chúng ta gặp. Nếu mà từ hai người trở lên thì chúng ta sẽ chào là ta chi hao, ta chi hao, ta chi hao. Là chào mọi người, chào hết mọi người chứ không chào từng người đâu có chào hết, phải không? Ta chi hao. Và khi chúng ta chào thì chúng ta hơi gật đầu một chút xíu, nghĩa là mình đã chào người ta và bằng một cách rất lễ phép. Còn nếu mà mình gặp giám đốc hoặc là người cấp trên của mình hoặc là giáo viên thì chúng ta sẽ chào đổi một chút xíu cách xưng hô là nín hạo. Nín hạo, nín hạo là người cấp trên của mình. Còn nếu mà nhưng ví dụ như là a con a ma thì chúng ta lại chào khác, chứ chúng ta chào là nín hào cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ chào là a con thì là ông, mà còn bà thì sẽ chào là a ma hào. Rồi vấn đề về xưng hô, trong cách xưng hô trong trong xã hội, trong gia đình thì người viễn xứ sẽ đề cập ở trong clip tới. Nghĩa là đây là ngoài hàng ngày chúng ta thường gặp mọi người đó thì chúng ta sẽ chào hỏi như thế. Còn nếu mà chúng ta gặp vào buổi sáng thì chúng ta sẽ chào là chào an, hay là tóm tắt thì sẽ nuốt chữ thì sẽ chào chào, nghĩa là thân thiết lắm rồi thì sẽ chào là chỉ cần một từ chào. Còn ví dụ như là a công chào an đó, hoặc là chào an đó. Còn trung ủ thì chúng ta sẽ là ủ an, hay là trung ủ hảo, xiao ủ hảo, quản sang hảo, nghĩa là những từ đó là thường Trung Quốc thì hay thường dùng. Còn ở Đài Loan thì chào xạ, chào buổi sáng chào an, hay là chào, hay là trung ủ thì ủ an, ủ an trung ủ, buổi trưa và buổi chiều đều chào giống nhau, ủ an đó. Hoặc buổi tối thì oán sang hảo là cũng chào y như thế, y như người Trung Quốc. Và chai chen là tạm biệt nha, tạm biệt là chai chen, hay là cải thiên chen, nghĩa là hôm khác gặp nhé. Cải thiên chen, chai chen là tạm biệt, còn cải thiên chen là hẹn gặp một ngày khác đó. Còn sấy, sấy, sấy là ai, ví dụ như là người ta gõ cửa mình, người ta sẽ gõ cửa, hay hoặc mình gõ cửa nha, người ta cốc 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 thì người ta sẽ hỏi là ai, thì mình nói là su ủa, nghĩa là tôi, hoặc là mình sẽ hoặc là ủa là tôi, còn ủa là tôi, nị là tha, tha nị là một người đối diện với mình, còn tha là một người khác. Còn hai người trở lên thì gọi là tha mệnh. Còn nếu mà mình và một người nữa, từ hai người trở lên thì xưng hô là ủa mệnh ha, mọi người nhớ nha. Và cách xưng hô thì nó nhiều cách xưng hô lắm, nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần. Nhớ là trong cái bộ phận đầu tóc của chúng ta là chúng ta nhớ nha đó. Mà có một cái vấn đề là tóc thì gọi là thổ phạ, nhưng mà các cái thứ lông thì các loại lông, kể cả lông chim, lông gà gì cũng gọi là máu nha mọi người. Máu chứ không gọi là tóc. Mà ngày xưa mình đi học tiếng Trung á, có một bạn đó
cái lông con chó thì bạn ấy lại nói là cái tóc của con chó, nên là mình dùng nó dùng từ là nếu mình chưa biết thì mình cứ mạnh dạn mình hỏi không có đúng thì mình phải hỏi thì người ta mới chỉnh mới đúng được, chứ mình đừng có ngại. Như bạn đó bạn nói là ôi cái sàn nhà này toàn là tóc chó thôi, thì cũng gọi là tóc chó thì cũng được, nhưng mà cái nó không có phù hợp cho lắm, nên là gọi là cậu tự mão là lông một con chó, và tự 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 là của nha mọi người. Cũng tự tự cũng là còn một từ liên đới, nhưng mà của tự nghĩa là của tôi, nị tự là của bạn, tham mệnh tự là của mấy người kia, ủa mệnh tự là của chúng tôi đó. Những cái từ ngữ rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta mà đam mê là chúng ta học được, mà học dễ như ăn cháo luôn, dễ dữ lắm luôn. Hồi xưa người Bến Xứ dốt 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 ngu bà cố, mà với quyết tâm là chúng ta sẽ học được và nhớ vào trong đầu này, nhớ như in luôn á mọi người ơi, không có quên đâu. Nhiều từ ngữ lắm, tất cả mọi thứ là chúng ta cũng phải học từ từ từng từ vựng, từ những từ vựng rồi chúng ta mới liên kết được, chúng ta mới ghép với những từ khác thì sẽ thành một câu. Mọi người cứ mạnh dạn hỏi và comment ở dưới nha. Cũng có nhiều người mà hỏi người Bản xứ chứ sao lại không làm những clip về tiếng Trung để cho mọi người tham khảo, thì người Bản xứ cũng mạo muội là lên chia sẻ những trải nghiệm về tiếng Trung của mình để cho cộng đồng và mọi người biết được từ nào thì hay từ đó, tùy theo người mình có đam mê hay không. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian vàng ngọc để nghe clip và xem clip của người Bản xứ. Xin trân trọng.